Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Giới quân phục còn có đồ, là vàng bạc được ban thưởng. Sao lại là một đống đồng tiền, thật đúng là keo kiệt. Trời mưa rồi, tiếng sấm sét lớn, mưa nhỏ. Không phải là tiếng sấm sét, là phương hướng của cửa lớn. Kẻ địch tập kích giết, đứng lại chặn hắn lại giết, thành vệ binh. Ngoài cửa, lẽ nào là có thiên quân vạn mã tới hay sao? Sao có thể chứ? Lại là Nhung Tông đã đánh vào rồi, đang còn tấn công vào cửa thành. Đại ca, ta đến để giết huynh. Chủ thượng, Trình Đại Lôi vẫn tới rồi, nhưng chỉ có 3 người. 3 người còn lại đã ra khỏi thành từ cửa Tây rồi. Hay là phái quỷ kiến sâu ra thành đi giữ bọn họ lại, bắt bọn họ làm con tin, có lẽ là có thể. Không cần, bộ đội mã tặc của quỷ kiến sâu vẫn chưa xây dựng. Hơn nữa, mấy người đó sau này ta còn có thể dùng để cho bọn họ đi. Mấu chốt bây giờ là người khó đối phó nhất tới rồi. Thổ Bình, nhanh ngăn bọn họ này. Đứng lại, Trình Đại Lôi và công chúa. Bọn họ làm thế nào mà đột phá được thổ quân ngoại vi, ngang ngang đến đây được? Này, các ngươi hãy nhìn sau cửa. Bị giết xuyên rồi, chỉ có 3 người bọn họ ư? Đứng lại, không cho phép đi lên phía trước. Sư huynh, Đồng Sơ Tỷ và Tử Long không ở đây. Xem ra bọn họ không cùng tới với Trình Đại Lôi đến đây tìm chết, tốt quá rồi. Vô Hà cao mày lùi lại phía sau nhiều người. Hôm nay là ngày mà bệ hạ phong vương. Một sơn tặc vậy mà dám đưa theo công chúa, ngang ngang phá cửa gây chuyện, thật đúng là ngông cuồng. Bọn họ chỉ có 3 người, quần thần ngồi ở đây lại không có ai dám lên trước. Đám người không có chứng, chỉ bằng để ta đến đánh bại nhựa khí của Trình Đại Lôi. Hiếu Liên, cảm ứng bên trái có sức mạnh của thiên tứ đang làm loạn. Hắn lại bắt đầu chơi chiêu ở Mãn Đình Phường rồi. Lần này ngươi không thả dáng nầm, nếu như bị thiên tứ phát hiện khác thường sẽ rất phiền phức. Được, lần này ta nhiều nhất là phóng thích ra được một chút sức mạnh, giữ được cảm giác thần bí, để cho thiên tứ cấm kỵ sự ra tay của ta. Dùng nỗi sợ áp chế những con cá tạp kia, bớt đi phiền phức. Thiếu niên, lần này giao lại cho ngươi rồi. Nhìn qua đây rồi, giá trị sợ hãi cộng 1561. Thiên tử, bớt trêu chiêu này với ta đi. Cút ra ngoài, chịu chưa đi. Loại lực áp bách này, loại khí thế này, đây chính là Trình Đại Lôi đã từng đi lại lại tự nhiên trong bao vây của 10 vạn đại quân. Mẹ nó, mất mặt quá đi. Khốn kiếp, thật sự tưởng ta sợ ngươi hay sao? Giết,
Ây, em này vẫn luôn dũng cảm như vậy sao? Tên này có thù với chàng ư? Ta không quen hắn. Tên đáng thương, bị thiên tử xem là thương sai khi... xem là thương sai khiến đều không biết. Cảm giác được giá trị sợ hãi 918. Cha, đau quá đau quá đau quá. Cảm giác được giá trị sợ hãi 9159. Thực tế gia tăng 0. Cảm giác được giá trị sợ hãi 9165. Mẹ đừng giết. Cứu ta. Cảm giác thực tế gia tăng 0. Nỗi sợ vô số trực tiếp xung kích lên não. Phương hướng của Dực Châu, trong chớp mắt đã chết hàng chục người. Sao vậy? Ta làm hắn bị thương, sau đó ở Dực Châu chết rất nhiều người. Uyển Nhi, đừng có mà tùy tiện ra tay với bọn họ. Tính mạng của chư hầu ở đây bị người khác động tay động chân. Một khi nào bọn họ bị thương, sẽ làm liên lụy đến vô số bách tính. Đây rốt cuộc là sao? Nhiều quả thật, xảy ra chuyện gì vậy? Tình huống gì vậy? Mau chạy! Đừng qua đây, đừng qua đây! Đừng qua đây, đừng! Qua đây! Tiên Tôn, thời gian hẹn đã tới. Trương Nhậm đã chờ đợi rất lâu rồi. Tha cho ta đi. Đột nhiên lại không sợ. Ta là thiên tướng.